Rồi, xin chào các bạn. Đây giới thiệu các bạn, đây là chiếc Honda Winner 150 vừa mới được mình lắp đặt thành công cái ổ khóa Smart Key của Honda. Vào xe. Đây là một chiếc xe đến từ Kon Tum, đã đặt lịch từ khoảng cách đây một tháng thì hôm nay mới lên đây làm được. Rồi. Đây là cái chìa khóa Smart Key của xe. Bây giờ đối với cái chìa khóa này, các bạn sẽ có những cái chức năng nào như sau. Chúng ta chỉ cần mang chìa khóa trên người thôi và chúng ta chỉ cần lại gần xe trong khoảng cách 2 mét thì chúng ta có thể là điều khiển Smart Key được bằng cách là chúng ta nhấn nấm một lần, đèn sáng lên và sau đó chúng ta vặn lên thì đèn xe tự động bật. Rồi. Sử dụng được xe, chúng ta có thể đề được. Để tắt xe chúng ta chỉ cần xoay cái Smart Key này xuống cái vị trí rồi. Như vậy là xe đã khóa. Chúng ta chỉ cần xoay xuống vị trí khóa là xe nó đã khóa luôn. Và chúng ta muốn muốn khởi động lại chúng ta phải nhấn vô một lần nữa. Và xoay lên. Đó. Rồi, để mà khóa cổ thì chúng ta chỉ cần nhấn xuống, xoay cổ ra một xoay cổ bên này. Xoay cổ này các bạn. Các bạn xoay cổ và xoay ngược, xoắn ngược kim ngược chiều cái đồng hồ. Rồi như vậy là cổ sẽ được khóa. Chúng ta chỉ cần cầm cái móc này, chúng ta đi ra xa. Thì sau 5 giây xe sẽ được tự động khóa. Nó sẽ sáng cái đèn xi nhan lên. Rồi các bạn thấy không ạ? Sáng đèn xi nhan lên. Rồi, mình sẽ để cái móc xe ở đây. Mình sẽ để móc cái móc xe ở đây và mình sẽ đi tới tới gần xe thử xem mình có điều khiển được cái ấy nữa không nha. Ổ khóa đã được vô hiệu hóa hoàn toàn. Các bạn thấy là cái xe Winner thì chúng ta phải khoét cái mặt nạ này để cho nó vừa với cái Smart Key. Đây là cái phiên bản 1, phiên bản cơ bản mà hãng áp dụng, tức là chúng ta phải khoét mặt nạ. Phiên bản 2 mình sau này mình sẽ giới thiệu với các bạn là phiên bản không khoét mặt nạ, chúng ta sẽ chuyển cái Smart Key này về vị trí rin luôn và làm chế lại hoàn toàn. Đây là phiên bản 1 các bạn. Là phiên bản mình khoét bỏ vào mặt nạ. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta phải cầm cái móc. Đây cái móc đây. Chúng ta phải cầm và đi gần lại xe. Trong khoảng cách 2 mét thì chúng ta mới có thể điều khiển lại xe. Không cần phải nhấn gì hết nha các bạn. Không cần phải nhấn gì hết. Rồi nhấn. Rồi chúng ta đèn sáng lên, chúng ta bật bình thường. Rồi, khởi động xe. Rồi, sau khi khởi động xe thì mình có chế một cái nút mở yên xe cho khách ở đây. Mở yên xe thì chúng ta nhấn đây. Như vậy là chúng ta yên thấy yên đã mở này. Rồi chúng ta khóa yên lại. Rồi ok, sau khi khóa yên là bình thường. Các bạn thấy không ạ? Rồi. Với trường hợp mà chúng ta quên. Cái này là phiên bản cơ bản không có chống cướp nha các bạn. Cho nên với trường hợp mà chúng ta khi mà xuống xe mà chúng ta không 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 khóa lại thì xe vẫn có thể đi bình thường. Bây giờ chúng ta chỉ cần xoắn cái nút này, xoắn cái núm này xuống vị trí dưới. Ọp. Chúng ta chỉ cần rồi khi đó là xe đã tắt đi, chúng ta cầm móc này đi xa thôi, chỉ cần dắt túi quần. Chúng ta đi ra xa 2 mét thì xe tự động khóa, các bạn thấy không ạ? Như vậy là xe đã khóa. Và chúng ta đi gần lại thôi, chỉ cần cầm móc đi gần lại. Rồi, đến đây và bắt đầu nhấn vào nút núm. Đèn sáng lên và chúng ta có thể đi xe. Rồi. Xong, như vậy là chiếc Honda Winner đến từ Kon Tum đã đây, chúng ta đi xa ra thì xe khóa lại và sáng này xi nhan lên, xe sẽ tự động khóa. Đó, như vậy là xe đã khóa rồi. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem cái vị trí mà mình khoét. Đây, đây là cái vị trí mà mình khoét, thì nói chung là cái độ chế thì nó không có được nguyên rin và cũng như là sắc nét như là cái hàng hãng, không phải của nó. Như vậy cũng là đã là tạm được rồi. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh cũng như like và share cho mọi người cùng biết nhé. Rồi, chào tạm biệt.